Rồi, hôm nay mình làm cái clip này để hướng dẫn mọi người cách nướng pizza tại nhà với cái đế tươi pizza của mình cung cấp nha. Đây là đô pizza chưa tạo hình nè, thì mọi người đem về nhà nha. Thì mình sẽ có hai cách để tạo hình cho cái đế pizza này nha. Thứ nhất là mình tạo hình có viền cho cái đế pizza này thì trông nó sẽ hấp dẫn hơn. Là khi mình cán bột này ở nhà thì mình cần phải có cái bột mì ở nhà sẵn nha, thì mình mới làm bột áo để mình cán bột nó mới dễ được. Và cái khâu mà tạo hình có viền và đế mỏng này thì nó đòi hỏi phải mọi người phải luyện tập thường xuyên nha. Đôi khi cái bánh nó lủng bánh mình phải vá lại nè. Xong rồi mình định hình lại cho bánh nó đẹp nè, để mình mới đưa vào khay được. Rồi còn cái cách thứ hai này là đơn giản hơn nè. Mình sẽ dùng thanh gỗ này nè, mình cán cho nó đều ra là được, nhưng mà nó không có viền nha. Ở nhà mình có cái vật dụng nào mà tương tự như thanh gỗ này nè thì mình cũng sử dụng mình cán được, nhưng mà mình phải có bột phủ nha. Và mọi người nhớ là khi cán xong rồi mình phải dũ cái bột phủ này cho nó ra thỏi bánh nha, để nó bột phủ mà nó dính nhiều vô bánh quá thì nó sẽ làm cho chất lượng bánh nó không được tốt lắm. Xong rồi mình đưa vào khay nè. Rồi sau đây là mình topping nha, mình sử dụng whipping cream để mình làm sốt nền nè. Còn ở nhà bạn nào có cà chua thì mình sử dụng sốt cà chua, hoặc là rau củ mình xay ra để mình làm sốt cũng được. Rồi sau khi mình quét whipping cream đều hết mặt bánh thì mình sẽ chia thành hai công đoạn nướng. Mình sẽ đưa cái khay bánh nằm sát dưới khanh nhiệt dưới 6 phút trước để cho cái đế bánh nó cứng. Rồi sau khi mình lấy ra thì mình bắt đầu mình topping chi lên nè. Vì cái khoảng thời gian mà chi nó meo thì nó meo khoảng 6 đến 7 phút ở lượt nướng lần thứ hai này thôi thì nó sẽ vừa. Chứ mình để cái thời gian mà mình nướng chi tới mười mấy phút thì chi nó sẽ bị cháy, nó không còn chất lượng nữa. Đó, mình sẽ topping xúc xích lên nè, trứng gà lên nè. Ở lần nướng thứ hai này nè, mình sẽ đưa sát cái khay bánh lên trên thanh nhiệt ở trên để cho bánh nó nướng, nó lấy cái phần topping ở trên chi nó meo ra. Thì khoảng thời gian nó tầm khoảng 7 đến 9 phút. Và nhiệt độ tối đa của cái lò của mình là 250 thì mình sẽ dặn maximum luôn 250. Vậy là tổng cộng cái thời gian của mình nướng là nó tầm từ 13 đến 15 phút là tất cả cho hai lần nướng nha mọi người. Rồi sau khi thành phẩm xong rồi nè, mình cắt bánh nè. Mọi người nhớ đừng có giục lá chuối của mình nha. Lấy lá chuối lót bánh nè, để mình ăn tránh phỏng nè, lúc còn nóng nè. Rồi sau đây là cái bánh. Cái bánh này mình sẽ thử với một loại topping khác nha. Và cái bánh này là cái đế cán sẵn, mình đã cán sẵn rồi. Mọi người về chỉ việc topping và nướng thôi, không cần phải mất công cái thao tác là mình xe bánh. Rồi sau đây mình sẽ thử với vài loại topping cho cái đế cán sẵn này ha. Thì cái sốt này là sốt pesto avocado. Đó, cái sốt này là mình làm tại nhà ha. Còn ở nhà mình có rau củ gì, mình có nhiều biến tấu khác nhau thì mình có thể xay sốt với rau củ, với rim. Đó, còn cái này là xúc xích tươi nè. Rồi sau đó mình đem đi nướng nè. Mình cũng sẽ nướng giống như cái bánh trước, là nướng hai công đoạn. Đó, mình nướng lần thứ nhất mình lấy ra nè. Lần thứ nhất thì mình có xúc xích nướng chung nha, tại vì xúc xích nó lâu chín nè. Rồi sau đó là mình bỏ chi vào nè. Đó, ở nhà mình có rau củ gì nè mình thích ăn thì mình bỏ vô lần hai này nè. Đó, như ở nhà mình có cải chua nè, mình bỏ lên luôn nè. Sau đó mình sẽ nướng lần hai, mình để ở thanh nhiệt trên nha.
thành phẩm của mình nè. Đó, sau khi mình nướng thành phẩm xong ra lần thứ hai rồi nè, trông nó cũng hấp dẫn như ở tiệm ấy chứ. Ở nhà mình không có đồ cắt thì mình sử dụng kéo mình cắt nè. Và phần thứ sau đoạn clip này nè là những hình ảnh mà trước đó mình đã chuẩn bị để có thể đóng gói những chiếc pizza đế tươi này mang đến cho mọi người nè. Hy vọng mọi người sẽ xem mà hiểu cách thức mình nướng đế bánh pizza tươi tại nhà nha. Chúc mọi người thành công.